Mấy anh em nào mà đang đi rừng mà cần tiếng của con sóc bông dạ đỏ, sóc bông bụng đỏ, sóc bông cái con trong màn hình nè anh em. Cái tiếng này là cái tiếng của con cái nó đi tơ, cái kiểu kêu chịu đực á anh em. Cái tiếng này mở lên là sóc nó đến rất là nhanh nha, cả sóc đực sóc cái nó kéo lại cả bầy luôn nha anh em. Anh em nào cần bản gốc mà không bị chèn nhạc thì liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cũng như là cung cấp file chuẩn cho anh em, bán cho anh em. Mấy anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại nha. Cảm ơn anh em. Đây là tiếng sóc bông dạ đỏ, sóc bụng đỏ đuôi bông. Tiếng này là tiếng mới và hiệu quả nhất hiện nay. Tiếng gọi kêu đi tơ, kiểu gọi chịu đực giao phối, thu hút những con đực cái tới rất nhanh. Anh em cần bản gốc đầy đủ không và không bị chèn nhạc vào thì liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Nhưng em lưu ý những bản nhạc có tiếng chuông, chuồng, sách và các loại thú rừng nhỏ v.v. đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bản mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh văn nghệ của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.